Chào tất cả anh em từ miền Nam miền Bắc, tất cả anh em đam mê câu cá. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 10 anh em nhé. Số thứ kỳ CP tiếp tục gửi đến anh em cái lô cần hàng kiện Nhật ha. Video lần này gửi đến anh em bao gồm là 27 mã cần nha anh em. 27 mã cần đủ thể loại hết nè, cho anh em tham khảo. Và một số dây BE nha anh em. Dây BE cuộn 300m cho anh em đánh biển ha. Đấy. Cái dòng rút ISO này anh em. Lua ngâm cần thai ha, cần zig. Hai ba khúc câu ngâm nha. Đấy, Tiny Jigger phiên bản 2 nè, với lại mấy cái cần cắm gốc anh em nhé, hàng thanh lý ha. Đây, mình về một ít BE nè, cho anh em đánh biển, chuyên đánh biển ha. Đấy, hàng chuẩn nha anh em, hàng công ty nha. Một cuộn là 300m nè, size của nó nè. Size số 7 và số 8, mình có đủ size nha anh em. Từ 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 ha. Thì nó tương đương với lại mm nè. Cái này cuộn 5.0 anh em có thấy nè. Đấy. Cái này mình bán đồng giá là 300k một cuộn nha anh em. 300m ha. Đấy, bia cá kiếm nè, X8 da băng ha. Cuộn số 5 này 0.37mm nè. Tải được 25kg nè anh em, 300m ha. Anh em quấn vào máy là ngon lành này. Dây rất mịn đẹp ha. Anh em lấy liên hệ mình nha. Số lượng nó cũng không có nhiều nha anh em. Đấy, mình về được ít dây ha. Đầu tiên mình gửi đến em là một con cần ha. Thì anh em quan tâm cái cuộn dây nào cứ liên hệ trực tiếp với mình ha, qua số điện thoại 0976 977 106 anh em nhé, cũng như là những cái mã cần ha. Đó cũng là số Zalo của mình ha. Rồi, đầu tiên mình lên cho anh em một con cần ISO fan nhỏ VIP nè, con Ruby fan 6 nè nha. Bass Select anh em nhé, Bass Select ha. Đọt số 1 về 4,5m ha. Số 1 về 4,5m, mới tin nè anh em. Rồi, số 1 này mình gửi đến em giá 1 triệu anh em nhé. 140g ngọn 0.8 ha, cần rất là đẹp. Nguyên zin fan xích. Đấy, fan full xích nha nè, fan xích ngon lành ha. Cần rất là mới nè. Đây rút ra rút vô lâu ngày thì nó có một cái vết xước lông mèo ngay đây nha anh em. Đây. Rồi mình để mình quay cận cho anh em xem. Nói chung là bé lắm nè. Đây nè, nó quẹt nhẹ một cái nè. Đó anh em không, quẹt nhẹ xíu à. Nè, fan này rút ra rút vô lâu ngày á. Nó chạy á nè. Thì trong những cái chỗ mà tiếp giáp này lâu ngày nó cũng sẽ có mấy lần lông mèo nhỏ nhỏ anh em. Chung là cần này chuẩn hết em ạ. Xích ha, ngon lành hết ha. Nè, nó có mấy lần lông mèo quẹt quẹt nhẹ nhẹ nè. Lần trắng, lần đen anh em nhé. Lần xước nó hơi sâu sâu thì nó sẽ hơi màu hơi đen ha. Rồi, con này hình gửi đến em mức giá là 1 triệu anh em nhé, mã số 1 ha. Số 2 mình lên cho anh em là một con cần sấp nè. Power Big nè anh em, một con cần sấp fan Fuji nha nè, Fuji gập ha. Sấp carbon, con này độ cứng nó là 25 về 3,9 anh em nhé, bass Fuji ha. Rồi, con này thì mình để cho anh em giá rất là bình dân nha, 650k nha anh em. 650 ha, ngọn 2.5 400g nè. Đây là rút cho anh em xem hình thức của nó nha. Đấy. Ngọn nghiết ngon lành ha, cho anh em đánh đầu cần chuột dù anh em nhé. Hoặc là anh em câu bãi, câu ngâm nó cũng có xước nè. Chấm chấm ha. Đây phần bụng của nó xước cát nha, xước cát lông mèo nè. Tổng thể con cần này cũng còn sáng như này, cái bụng cái đốt gốc thì nó hơi xước cát thôi. Rồi, con này mình gửi đến em mức giá sẽ là 650k, mã số 2. Số 3 lên cho anh em một con cần sấp nè, sấp power của thằng Daiwa nè anh em, cứng 25 và 3,9 ha. Hình thức xước xác nè anh em thấy nè, xước xác ha. Đấy. Con này đít của nó thì nó mất cái nắp chụp nhựa ở đây nha anh em. Nói chung là dùng bình thường ha. Đấy, đít vẫn cứng anh em nha. Con này mình thanh lý rẻ cho anh em nha, thanh lý 700k nha anh em, 350g ngọn 2.8 cần đeo qua nha, chỉ có 700k thôi, fan bass Fuji hết nè, đầu bu Fuji xích nha nè, đầu bu Fuji xích nha, xích chống xoắn nè, hình thức xước xác nha nè, đã xước nè, con này mình bán rẻ cho anh em thôi, con này hình thức xước xác ha, fan có hiện tượng nứt nè, fan nứt ha. Đó, con này thanh lý rẻ cho anh em nha. Fan này thì mình cũng đã chấm keo cứng rồi nha anh em.
fan hiệu ngoài nó bán mấy chục ngàn à. Không thích mình lát mình thay cái fan cho đấy cho anh em. Mình thanh lý con này rẻ cho anh em nè. Mình để anh em 600k nha. Mà số 3 600k ha. Bán tí mình thay cái fan đó cho anh em nha. Rồi mình rút ra bên trong cho anh em. Con này đánh đầu cần chục dù thì ngon nha anh em. Đây qua cứng cáp nè. Con này ngọn nó to chứ nó có bị hụt vậy. Con này có bị hụt nha anh em. Nhưng mà hụt cũng không nhiều lắm đâu. Đấy, bên trong thì ngon lành hết nè. Đây ngọn của nó đây. Đó anh em có thấy ha. Chóc sơn nha nè. Rồi thanh lý rẻ 600k ha. Mã số 3. Số 4 mình lên cho anh em một con súp. Con súp đẹp nè anh em. Đó một súp. Con black súp nè, 3m9 nè, Olympic nha, xoắn hai da bằng ít thôi nè. Đấy. Fan Fuji nha. Đấy ngọn nghiếc ngon lành, sơn phản quang nè. Góc đẹp nha. Rồi con này để anh em giá 1 triệu cho anh em, 340g ngọn 2.5 ha. Mã số 4 nha. Giá 1 triệu ha, phôi nó phôi xoắn hết nè. Đấy bên trong thì ok, ngon lành hết nha anh em. Phôi xoắn ít nè. Ngọn của nó thì cái màu xanh nó là mặt phản quang ban đêm nha nè. Đấy. Cua chất nha nè. Rồi con này để anh em giá 1 triệu ha. Mã số 4. Con súp quá VIP. Số 5 mà lên cho anh em là một con Yamakasu nha nè. Một con ISO Yamakasu VIP nè. Đề cao nè. Đấy. Bát của nó bát Fuji bát, bát gòn của Gamma luôn. Đây là dòng Spec Pro ha. Cây này mới thì nó phải tầm mười mấy cũ anh em. Đây Spec nè. Con này chiều dài của nó sẽ là 5m3 anh em nhé. 5m3 ha. Thì hiện tại con này thì nó bị hụt hết 5 phân nha anh em. Bị hụt hết 5 phân ha. Nó còn 5m25 ha. 5m25. Rồi con này mình thanh lý cho anh em 1 triệu 2 nha. 210g ngọn 0.9 ha. Hình thức thì như hình nè. Đấy, góc kiết đó anh em đánh giá nha. Cần thì đã qua sử dụng có xước xác nha. Cái này là nó chóc cái lớp keo bóng nha nè. Keo PE bên ngoài á nè. Nè, lâu ngày nó chóc cái keo bóng bên ngoài. Nói chung con này nguyên zin hết rồi. Nó chỉ bị chóc keo bóng thôi. Đấy, fan của nó thì nó bị lai hết vài fan nha nè. Đấy, nó bị lai hết một cái fan này và một cái fan một cái đầu u nha. Lai hết là hai cái nè, còn lại là fan xích zin của nó nè. Anh em lưu ý là đây là dòng cao cấp của hàng Yamakasu cho nên là fan của nó là fan titanium xích hết nha anh em. Cái này giá mới của nó thì nó tầm 10 cũ chứ nó không dữ đâu. Fan titan nha. Cái này đề cao nè mà nó về tình trạng như này nè anh em. Đấy. Nó bị lai fan này và nó lai cái đề ba ha. Của mình nó nhầm, nó lai cái alo nha anh em. Hình thức thì mình rút cho anh em xem nè. Chung con này hụt 5 phân thì nó cũng ít lắm anh em ạ, không có nhiều đâu. Cái số nó dài mà. Cái này là cái lớp keo bóng của nó bị chóc nha nè. Đấy nó y như cái đốt gốc gì đó, nó chóc. Anh em ngồi gánh thì cạo cạo ra ha. Nè, mình lột ra nè, tí nó hết nè. Để dùng bình thường nó cũng vấn đề gì nè. Nó phủ bê bóng á. Đấy, Yamakasu ha. Chung là ngon lành hết nha nè. Keo bóng nó chóc nè. Rồi, con này thanh lý cho anh em ha. 1 triệu 2, fan titan nha. Anh em nào về kiếm cái đầu gu xích titan thay vô đúng bài luôn. Mã số 5, 1 triệu 2. Mã số 6 mình lên cho anh em là một con Shimano ha. Holiday Spin nè. Holiday Spin carbon nha nè. Carbon ha. Con này thì nó bị gãy nha anh em. Nó bị gãy hết một tấc nha. Mình thanh lý rẻ cho anh em nha. Bây giờ nó còn cứng lắm nha anh em. Đó, đầu bu mình thay đầu bu Fuji cho anh em nè. Đầu Fuji nha. Con này hiện tại nó còn 2m nha anh em. Thông số nó ghi 2m1 mà còn 2m ha. Rồi, con này trọng lượng của nó chỉ có 100g thôi. Ngọn 2.4L. Rồi, mình thanh lý cho anh em 550k nha. Cần Shimano nha anh em. Rút Shimano nha. Fan Fuji cứng nha. Này anh em... câu ngâm hoặc câu lua vẫn ok nè. Đấy, fan Fuji ngọn sắn văng hết nha. Con lành ha. Cứng. 550k mà số 6 nha nè. Số 7 mình lên cho anh em là một con Daiwa Frame Sub nè, T27 4m05 nè nè. Carbon nha anh em, chất liệu carbon ha.
Head and Trainer xuất Nhật cho anh em đánh đầu cần chụp chù nè. Bát nguyên zin nha. Chụp đầu vàng nguyên zin nè. Vip nha anh em. Đấy, phiên phiết ngon lành ha, rút ra cho anh em nha. Con này là không hao hụt nha anh em, đủ số mét nha. Định vị phen nè. Anh em đánh đầu cần chụp dù nè anh em. Rồi, con này mình thanh lý giá tốt cho anh em nè. Đấy, nó có xước lông mèo quẹt quẹt thôi. Tổng thể thì nó đẹp lắm anh em ạ. Đấy, nó đẹp lắm nha. Mới tinh nè. Có quẹt quẹt mấy vết nhẹ nè. Đấy, rất là ít ha. Rồi, con này thì mình thanh lý cho anh em chỉ có 1 triệu tư thôi nha anh em. Mình thanh lý cho anh em 1 triệu tư ha. Mã số 7, 1 triệu tư, 380g. Ngọn 2 ly nha anh em. Chỉ có 1 triệu tư thôi, mã số 7. Đấy, rất nét nha anh em. Tiếp số 8 mình lên cho anh em là một con... một con súp nha anh em, một con súp nha, một con súp nè, black súp y như lúc nãy nè, nhưng mà con này xuất sắc xấu nha. Này hành lý rẻ cho anh em 700k nha. 400g ngọn 2 ly 2 nè, con này súp này 4m2 nha anh em. 4m2 nha, cũng tương tự con lúc nãy ha. Đó. Còn nghiết ngon lành hết nè, phen Fuji nha. Xoắn hay già, cái con nãy là do cái ngọn của nó sơn phản quang đó nè. Đó. Chứ bình thường nó thì nó màu đen. Xước nè, xước cát nè, bên này thì đẹp ha. Đấy, chung con này hình thức hơi xước ha, nhưng mà dùng ok, không vấn đề gì hết nha anh em. Phen Fuji ngon lành ha. Phen thì phen chuẩn không nứt nha anh em. Rồi con này mình thanh lý cho anh em 700k nha. Mã số 8 nha anh em. Số 9 mình lên cho anh em một con carbon rod nè. Carbon rod nha anh em. Đấy, carbon rod nè. Bát Fuji, phen Fuji xứ dạ quang nha. Con này nguyên zin nha. Đấy, con này là con này của hàng Olympic nè anh em. Olympic nè. Đấy anh em thấy không? 5m4 nè. Đây tem Olympic nha. Lâu ngày nó hơi bay màu carbon rod nha. Đây. Carbon rod ha. Phen fit là ngon lành hết nha. Phen Fuji nè. Đấy, bên trong của nó mình rút ra cho anh em xem ha. Chung con này thì nó cũng cũ theo thời gian 5 tháng ha. Mình để cho anh em rẻ nha, 450k ha. Carbon phen bát Fuji nha. 300g ngọn 1 ly 2 anh em nhé. Mã số 9. Số 10 mình lên cho anh em một con rút nè. Con rút ha. Này con ISO rút nè anh em, ISO phen lớn nha. Đấy, carbon tiếp tục nè. Rồi con này để anh em 600k nha, 270g ngọn 2 ly ha. Mã số 10. Bát Fuji nè. Chất liệu là carbon nha anh em. Đấy, Made in China ha. Đọt số 3 4,5m nè. Hãng Wheel nha anh em, hãng Wheel ha. Phen phiết Fuji ngon lành nè anh em, ngọn nghiết ngon lành ha. Đọt số 3 4,5m. Cho anh em câu đầu cần chục dù ha, hoặc là câu ISO nè. Rồi, ngon lành hết nha anh em. Cần rất là chuẩn nha. Rồi, cây này để cho anh em 600k ha, mã số 10 600k. 11 lên cho anh em một con cần tay dài to nè, cho anh em tay to dùng nha. Con này 7m nha anh em, 7m ha. Đấy, xích hack nè. Bristol nha anh em. Đấy. Chất liệu là carbon nha. Bon lóng to nha anh em, bon lóng to nha. Đấy, đít nó kim loại nè. Rồi, con này thì mình để cho anh em với mức giá thanh lý rẻ cho anh em nè. Để cho anh em con này để anh em 800k ha. Trọng lượng 500g ngọn ly 4. Đấy, 7m, 800k nha nè. Bên trong thì để mình rút cho anh em xem ha. Bên trong ngon lành hết nha. Đây, ngọn của nó đây. Đấy, ngọn ngon lành nha anh em. Carbon ha, xoắn nè. Ngọn cứng nha, con này rút ra không tưng nè. Đấy, xoắn hết nè. Đấy. Rút ra hẳn cần nha anh em. Đó, anh em thấy không? Để mình quay cho anh em xem ha. Đấy. Rút ra cho anh em xem ngon lành ha. Này, chỗ này là nó xước nha nè. Xước kiểu xước bóng á. Nè, nó quẹt vết lông mèo từ đây nè. Đấy,
nè, xước xước bóng nè, câu bờ biển anh em, nó bị kẹt cát vào á. Rồi con này thì mình để cho anh em mức giá chỉ có 800k thôi, cây cần 7 mét nha, cho anh em tay to dùng nha, to nha anh em, to lắm, mã số 11 này phải tầm 4-5 h cứng nha. 12 lên cho anh em một con cần tay ruby nè, ruby dòng super carbon caro nè anh em. Con này 6m3 nha em, 6m3 nội địa Nhật nha. Rồi con này mình để anh em 800k nha, 200g ngọc 1 ly ruby ha, phôi caro nè, ngọn nhít để mình rút ra cho anh em xem ha. Đây ngọn ở đây đấy, các lóng đây ha. Xoắn hết đây nè, đấy anh em có thấy xoắn chìm ha. Rồi để cho anh em giá là 800k mã 12 ha. Đến mình phần một số phần là một khúc nha, và những cần 2-3 khúc nha anh em. 13 mình lên cho anh em một con zig máy ngang nè, để anh em quan tâm zig máy ngang thì mình lấy con này nha. Con này là con Majorap nha anh em, Majorap ha, dòng zigging nha anh em, zigging ha, fan zig, fan ca, fan zig nè. Rồi con này là 6.3 nha anh em, mét 9 ha, 6.3 mét 9. Con này nó zig được là 80-150g nha, BE 1.5-3. Toàn bộ full xích hết nha anh em, nguyên zin ha. Này anh em đi dít côn đảo là ngon nè. Đấy, đầu bu là xích, đầu bu xích chống xoắn luôn nha, rất là chuẩn. Cây này thì mình để cho anh em với mức giá rất là hợp lý nha anh em. Đấy, để cho anh em giá chỉ có 7 triệu thôi anh em ạ, 135g, ngọn 1 ly 8 nha, mã số 13. 14 mình lên cho anh em là một con cần cắm gốc ha, của thằng Daiwa nè. Đó, con cắm gốc của Daiwa nha. Con này cho anh em zig nè, con này 1m98 nha anh em, 6.6 ha. Đấy, thông số của nó để mình coi, fan zig cắm gốc nha, fan full zig nè, nguyên zin nha. Con này nó zig được là 20-80g nha, cho anh em đánh cá chét, cũng đánh cá chét Vũng Tàu nè anh em. Đấy, drag của nó sẽ là 1.5-3kg ha, made in Taiwan ROC. Power là L nè, carbon, cần rất là rộng nha anh em, fan zig nè, đấy dẻo ha, cho anh em zig nha. Rồi con này mình để anh em mức giá 1.8 triệu nha anh em, 250g ngọn 2 ly ha, mã số 14. Mười lăm mình lên cho anh em một con lua 2 khúc nha, cho anh em lua biển nè, fan full xích nha nè, fan xích fan bướm ha. Đấy, fan xích fan bướm nè, rất là nét nha. Rồi con này là con Daiwa Phantom nha nè, Daiwa Phantom ha, siêu nét nha nè. Rất là nét, cho anh em câu lua ha, câu lua hoặc là anh em lua ghềnh, lua biển nha nè, đánh lóc đánh chẽm ha. Đấy, cái phần này anh em lưu ý là cái phần chỗ này nè, anh em có thấy nè, nó bị một cái lằn răng ở đây nè, răng nó xước sơn nè, nó chóc nè, đó anh em thấy không. Cái phần này là cái phần tiếp giáp mà để cắm vào bên trong nha, khi mà anh em cắm cái ngọn vào thì nó bục, nó chụp lên, nó bao lại tới đây rồi, nó không có hiện cái này ra đâu. Cái này rút ra rút dao lâu ngày nó bị chạy, nó bị xước cái đây nha nè, nó không vấn đề cho nè. Cái này nằm bên trong thôi, như kiểu sơ mi, nó chụp lên cái sơ mi, chụp lên con cu bên trong thôi anh em ạ. Rồi con cành này thì chiều dài của nó sẽ là 8.6 nha anh em, 8.6 ha, tương đương với lại là 2m58 nha anh em, 2m58 nha, cứng là MH nè, lua 21-80g, 14-40 phao nha anh em, tải rất là cao ha, fan xích nè, nguyên zin hết nha anh em, keo kiết là nguyên zin hết nha, cái này không có đụng chạm gì hết, cần đẹp. Rồi con này mình để cho anh em giá rất hợp lý nè, 1.8 triệu nha, 320g, ngọn 2 ly rưỡi nha nè, cứng MH luôn nha, hiếm nha nè, đây qua ha. Tiếp mã 16 mà lên cho anh em một con 3 khúc, cho anh em câu biển, câu lục nè nè, Lugan ha. Con này Bro Sky nha nè, Bro Sky,
thế ngày 2 nha, 27 4m 5 phân xích nha, phân xích nguyên zin nha anh em, bass select nè, ruby ha, ruby pro sky nè, đầu bu là full xích môi chày nha, rất là dày nha anh em, dày lắm, cần thì đẹp nha, phôi dày cứng cáp, ngọn xoắn vân hết nè, ngọn xoắn gân nha anh em. Thường cái cây này thì cái ngọn nó xoắn thôi chứ hai phần kia nó không có xoắn á, nhiều anh em nói cái ngọn không phải của nó. Nó một thứ một đó anh em, nhìn cái đít cao su là anh em biết rồi. Rồi con này mình đang để cho anh em giá rất là tốt nè, 2 triệu nha anh em, để cho anh em giá 2 triệu ha. 420g ngọn 2.8 mã số 16 nha, một con ruby nha. Ruby Pro Sky ha. 17 mình lên cho anh em một con cần zig nè, zig hàng nặng nha anh em, zig này hàng nặng nha, một khúc nha. Một khúc nha anh em. Đây con này một cái dòng cần nội địa Nhật nha. Siren nè anh em. Con này chiều dài 5.5 nha anh em, máy 65 ha, độ cứng là SH nha anh em, cứng lắm. Fan full xích nha, con zin nha anh em, đẹp nha. Con này anh em câu chì tầm 200g ok ha, đánh cung đảo nha, hoặc là anh em đánh phú quý là ngon lành nè. Câu zig tầm 200g là ok ha. Fan xích rất là khủng nè. Đấy, anh em nhìn cần chắc lắm nha anh em. Rồi con này để cho anh em mức giá rất là tốt nè. Con này zig cho anh em bắt cá lớn mà để giá tốt nè. Để cho anh em giá chỉ có 2 triệu thôi, 320g, ngọn 3.5L ha. 3.5L là ngọn to nha anh em. Nếu mà so với cần zig, con này cứng lắm, cứng hắc á. Mã 17 2 triệu nha anh em, một cây duy nhất à. 18 19 là mình lên cho anh em một cái cặp cần mới nè anh em, hàng này hàng mới nha anh em. Đó. Hàng này là mới ha. Để cho anh em giá rẻ nè. Cần cắm gốc nha anh em. Đó, cần cắm gốc nha. Thì cái này mình có hai màu ha, mình về được một ít hàng thanh lý nè anh em. Mình có hai màu cho anh em ha. Đấy carbon nè anh em thấy không? Gốc là carbon ha, còn ngọn của nó là ngọn đặc luôn nè. Đấy carbon ha. Bên ngoài là carbon, bên trong là đặc luôn nè anh em. Cho nên rất là khỏe. Cái này là tải tỉnh 5kg nha anh em. Mình test tỉnh 5kg ha. Thì một cái cam nước 5kg mình dở hỏng lên là bình thường đó nha anh em. Cần chuẩn nha. Anh em nhìn nè, carbon nó cũng khá là dày ha. Đấy anh em thấy không? Nó dày ha. Phen phít, phen sứ đồ ngon lành hết nè anh em. Đấy. Thì mình về được hai màu ha. Hai màu cho anh em nha. Thì chiều dài nó là 1m98 nha anh em. 1m98 cắm gốc ha. Hai cây thì nó cũng như nhau ha. Thông số nó vẫn như nhau nha anh em. Đó anh em thích lấy màu nào lấy. Đây, đây mình có mã 18 nè. 18 thì màu xanh ha, 19 màu vàng nha anh em. Xanh thì mút xanh ha, vàng thì mút vàng luôn nha anh em. Rất là khỏe. Giá rẻ cho anh em ha. Cắm gốc giá rẻ mà khỏe cho anh em nè. Câu biển, câu ngâm, câu sông, câu gì đủ hết loại hết á. Rồi mình để cho anh em 400k một cây ha, 180g ngọn tới 2.5L luôn nha anh em. 400k ha, anh em sở hữu được con cần đẹp như này. 18 và 19. Mã 20, 20 21 thì mình lên cho anh em là một cái con đây mã 20 21 ha. Dòng này thì mình cũng đã bán cũng tương đối cũng khá nhiều mà mấy hôm nay rồi anh em. Đây là dòng Tiny Zigging thế hệ 2 ha, của An Ocean anh em. Đấy phiên bản mới nha. Con này đánh BO số 1 số 3 10 đến 30 phao nè. Con này zig mát 150g ha, power được 15kg nè anh em. Fan này là fan Fujika chính hãng nha anh em. Fan Fujika chính hãng nha, hàng xịn nha anh em. Đấy. Sứ rất là chuẩn ha. Hàng này là hàng mới chưa sử dụng ha. Thì anh em nào mà lấy cần Tiny mới nè, mình sẽ tặng cho anh em một cái con mồi giả. Cái này là ưu đãi bên shop của mình thôi nha anh em. Ưu đãi bên shop của mình ha. Đây mình tặng cho anh em một con V65 nè. Hàng chuẩn nha anh em. Lữ cũng chuẩn nha. Con này thị trường thì 100 tầm 100 đến 120 á. Con này anh em có thể lua hồng, lua mú hoặc là anh em lua những con cá biển ha, cá lóc, cá chẽm vẫn ok nha anh em. V65S ha, mẫu này là mẫu tồn kho nè, bây giờ nó không còn hàng nè, mẫu này nhạy lắm. Em nhìn không, rất là chuẩn. Anh em mua cần này á, Tiny thì mình cần anh em một con mồi giá trị thì nó tầm 100.000 ha. Cái hàng này thì giá niêm yết của nó trên toàn Việt Nam nó là 1190 rồi anh em. Tức là 1.190.000 ha anh em nhé, giá niêm yết của hãng đưa ra ha. Đó, One Ocean nha anh em. Đây con cần này thì nó làm từ chất liệu là carbon đặc nha anh em. Đó, carbon đặc ha. Cho nên nó rất là khỏe nhưng mà cần nhẹ nha.
còn nhẹ nha anh em. Nó chỉ có là 140g thôi, nhưng mà mình test tỉnh, mình dở cái canh nước 5-6kg là vô tư nha anh em. Dở lên nhúng nhúng luôn. Ok hết nha anh em. Đây nó ghi có nhiều người tải hơn nữa, tải tầm 7-8kg bình thường á, nhưng mà mình tải tầm 5-6kg nha. Đó, mình có clip test đàng hoàng ha, anh em muốn coi thì mình gửi cho anh em ha. Rồi, 1 ly 8 140g ha, cũng tương tự thôi. Hàng này mấy nay nó quá nổi tiếng anh em ạ. Giá cũng hợp lý cho một con cần chuẩn ha. Anh em đi đánh biển thì nó quá hợp lý rồi. Nè, cắm gốc vào nè, nó bé tí nè. Phôi của nó bé hơn con út của mình nè. Nhưng mà nó rất là khỏe. Đấy, cần zig đó, anh em thấy không? Cán là cán carbon hết nha nè. Cán là cán carbon fiber hết nha. Carbon hết nè. Màu đen này rất là cứng cáp nè. Đấy, cắn vào đây. Rồi, 1190 nha anh em, tặng anh em một con mồi ha, tương tự thôi. Mã 20, 21 nó vẫn như nhau thôi nè. Hàng đều hàng mới chưa sử dụng hết. Như nhau ha. Kế tiếp, mã 22 mình lên cho anh em là một cây cần rút nè, cần rút của thằng Tay Quật nè. Đấy, hàng VIP nha nè. Tay Quật nha. Cái bát này nếu mà anh em đặt từ nước ngoài về nó cũng phải là tầm 800 đến 1 triệu đó. Riêng cái bát này không nè. Cái bát này nó bắt đắt vô cùng luôn em. Nó làm không biết bằng cái gỗ gì với lại mấy cái ring này nè. Anh em nào có dựng cần thì mình nói là biết liền. Nè, anh em nhìn bát nè. Rồi cả con cần này ha, đây là dòng Tay Quật nha. Chuyên cho anh em lua máy ngang ha. Con này đánh mát được 18g nè, nhưng mà nó bị gãy một tí rồi anh em ạ. Và con này đã được lên cái dàn phen full six nha, six K nè anh em, lên dàn phen six K nha, phen chạy nè. Đấy. Đầu bu là đầu bu six chống xoắn nha. Nói chung con này giá trị của nó thì nó bây giờ làm lên nó giá nó rất là cao nha anh em. Đấy, con này chiều dài nó là 1m82 nè. Đấy, mình thanh lý rẻ cho anh em chỉ có 1,2 triệu thôi nha. Con này 113g. Đọt của nó là 2 ly 3 ha. Con này trước mình làm mình câu nha anh em. Mình làm mình câu nha. Bộ phen này mình mua cũng hết mớ tiền đó. Con này 1m82 nha anh em. 1m82 nha. Mình rút ra cho anh em xem. Độ cứng của nó là MH đó anh em. Đó, trước mình làm mình câu cá chẽm ha. Cả ống carbon nè. Đấy, ống carbon này ống chạy được nha anh em. Đó. Này thợ làm rất là công phu ha, khoảng xích nè, xích ca hết nè. Đấy, ngon lành ha. Rồi, con này để anh em 1,2 triệu nha. 1,2 triệu như tiền linh kiện ha anh em ạ. 1m82 cứng tầm MH nha anh em, mã số 22 ha. Tiếp 23 mà lên cho anh em nè, một cái con cần 2 khúc nha. 2 khúc cho anh em câu ngâm nè. Đó, cho anh em câu ngâm ha. Con này để anh em 750k nha, 260g ngọn ly 8. Đây là carbon Navigator 2,5m nha nè. Phen là phen full six nha, phen six nè. Cần hơi bẩn thôi nha nè, nhưng mà câu ngon lành ha, keo chỉ nguyên zin nha. Độ cứng con này nó tầm cỡ 50 đến 80 ha. Cho anh em câu ngâm câu lăn xê nha, ngon lành nha nè. Mã số 23 750 ha. 24 mình lên cho anh em một con cần 2 khúc nữa nè. Đấy, màu cam nha, phen six nằm súng nè nè. Cũng 750k luôn nha, 290g còn 2 ly 2 ha. Con này cho anh em câu ngâm nè, độ cứng là 32m1 nha anh em. Đầu vu là chống xoắn nè. Đấy, con này cũng dẻo chứ không quá cứng nha anh em. Con lăn xê, con ngâm, con vặt đồ á. Phen bát Fuji, phen xích nòng súng, 750k, 24. 25 lên cho anh em một con cần lua nha. 25 mình lên cho anh em một con cần lua nha. Đấy, anh em có thấy. Đây một con cần lua 2 khúc nè. Con này chất liệu carbon nha, để anh em 700k ha. 3 ly 2 nè, ngọn nó to nha anh em, 270g ha. Đây một con Seabass nha, Seabass Master 2,7m nè. Phen Fuji nha. Ngọn to đùng 3 ly mấy nè. Đấy anh em thấy không? Cứng cáp to ha, cứng tầm MH nha. Con này cho anh em đánh lóc đánh chẽm ngon lành nha, 700k mã 25 2,7 nè. Phen Bass Fuji ha. 26 lên cho anh em một con cần lục 3 khúc carbon rod nha. Đấy. Đấy, carbon fiber rod nè. Phen Fuji sứ dạ quang, phen gập nè. Fuji gập nha anh em. Đấy,
bát là bát Fuji nguyên zin hết nha nè, con này nguyên zin hết, lâu ngày thì nó cũng cả cả, nó chóc sơn tí thôi đấy. Rồi con này con Olympic nha, Olympic nha nè, con Olympic ha. Chiều dài con này carbon fiber Vigot nè, dài con này chắc 3m6, nó ghi 12 6 mà mình thấy dài nữa. Đo con này lại để mình báo cho anh em nè. Con này 3m6 nha nè, 3m6 ha. Đấy, mình để anh em 600k nha. Cán này cán gỗ, gỗ thật nè anh em. Olympic ha. 600k cho anh em câu quạt bãi ha, câu quạt bãi nha. Đấy, nó dẻo như này nè nè. Cho đem câu quạt bãi hoặc câu ngâm nha. 600k cho một con carbon rod ha. 560g ngọn 3 ly 4 ha, mã 26. 27 cuối cùng là một con hai khúc nè, giáp phích nè. Fanbat Fuji nha, của Suzumi nha nè. Rồi con này để cho anh em 350k ha. 240g ngọn ly 8 nè. Cứng 30-50 2m7 nha nè, Suzumi ha. Ngon lành nha. Đấy, anh em có chốt dây bia liên hệ, số lượng ít nó không nhiều nha anh em. Rồi tổng quan sơ lược giới thiệu đến em là 27 mã cần ha. Anh em thích mã nào cứ lô trực tiếp với mình anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Chào toàn thể anh em.